cái tay đứng chết đâu, xin đâu. Cái gì? Tôi nói nghe là bây giờ gần Tết rồi, thôi đừng đừng mắc tôi nữa. Anh thả tôi ra đi. Thôi tôi biếu quà Tết anh được không? Cái gì? Hối lộ. Người ta đã nói là biếu quà Tết thì mình là hối lộ. Trời đây nè, biếu thọ 64 kim cương. Ê đây, Tết. Kim cương phải không? Đâu để coi coi. Đủ không? Đủ 64. Đủ. À đây. Đến rồi, yeah, ok. Và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World, yeah. Ok, thì anh em ơi, anh em đã biết hôm nay là ngày gì chưa? Hôm nay chính là ngày 1 tháng 1 của năm 2019. Đó nghĩa, có nghĩa là chúng ta đã qua được năm mới rồi anh em ơi. Nhưng mà chỉ mới có Tết Tây thôi, cho nên chúng ta vẫn chưa có làm lễ gì hết quá là nhiều. Nhưng mà không sao cả, miễn là qua năm mới rồi. Và mình xin chúc anh em một năm mới là anh em sẽ càng mạnh khỏe hơn. Và chúc anh em là những bạn nào còn đi học sẽ được đạt nhiều điểm 10 hơn nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Thì trong ngày Tết tất nhiên là chúng ta sẽ phải đi dọn nhà rồi. Thiệt nhiều khi mình mệt hết sức luôn á. Nhưng mà bây giờ biết sao, giờ Tết là mình phải dọn nhà thôi chứ giờ biết sao đây. Mình cái này là cái đống gỗ mà trong tập trước làm video cho anh Vịt nè, cái giờ còn nè. Đó, giờ mình phải dọn nè. Trời ơi, dọn nhà cho sạch sẽ để còn ăn Tết nè anh em ơi. Đó, ok, cất vào rương nè. Đây, sao mình mở rương không được. Ok, mở được rồi nè, cất vào rương nè. Ok, thì đúng rồi, nhắc đến anh Vịt mới nhớ. Anh em ơi, Tết rồi chúng ta phải qua nhà của anh Mr. Vịt để kêu anh Vịt lì xì với chúng ta chứ. Dù gì thì mình cũng nhỏ tuổi hơn anh Vịt mà, cho nên là anh Vịt phải lì xì cho mình rồi. Ok, đi thôi anh em ơi. Đi. Trời ơi, anh Vịt ơi, anh đâu rồi? Đóng cửa lại nè. Ok, mình sẽ qua bên nhà của anh Mr. Vịt để xin tiền lì xì nha. Trời, cái gì đây? Quá trời thùng luôn trời ơi. Anh Vịt hình như là ảnh dọn nhà, ảnh gom đóng thùng luôn nè anh em. Trời ơi, thùng hàng quá trời luôn nè. Anh Vịt ơi, anh đâu rồi? Anh Vịt ơi. Đi. Anh Vịt. À trời ơi, anh trang trí Tết hả? Trời ơi, nhà anh trang trí cây hoa đồ nhiều quá nha. Trang trí nè, cắm hoa đào một chút nè. Đó. Trời ơi, đẹp nha. Trời ơi, đúng là anh Mr. Vịt trồng cây đồ nữa nè. Ôi hoa quá trời luôn, nhà anh Vịt đẹp quá. Nhà của em chưa trồng cây gì hết à. Ờ đúng rồi, thì về trồng đi. Thôi hôm nay em qua đây. Anh Vịt ơi. À? Thì trước tiên á thì em chào anh Vịt em chào anh Vịt nè. Chúc anh Vịt năm mới anh Vịt sẽ càng ngày càng đẹp trai hơn. Kênh YouTube của anh Vịt, chúc anh Vịt là năm 2019 anh Vịt sẽ lên được 1 triệu subscribe đó. Đúng rồi. Em chúc Tết xong đó giờ anh Vịt lì xì cho em đi. Vậy anh bận ơi mà. Ủa bận gì trời. Trời trời gì tới đây. Ủa gì kì á. Anh Vịt. Ai lì cái thứ vô gì này vô tôi lấy thằng đây. Lì xì cho em đi trời. Anh lớn hơn em mà. Giờ Tết rồi lì xì cho em đi trời. Người đâu. Bật chế độ phòng thủ. Không cho tiền lì xì. Mà tao lao á. Bây giờ mới là Tết Dương ơi. Tức là ngày mùng 1 tháng 1 tôi có Tết âm của nó tận 1 tháng nữa mà. Không chứ mà, miễn là qua được năm 2019 là anh phải lì xì cho em đó. Trời ơi, tiền lì xì của em đâu rồi, tiền lì xì của em. Nhanh đi Vịt. Không được đâu, không cho đâu. Trời ơi, giờ Tết Dương ai người ta cho lì xì người ta gọi là mất lộc cái tào lao à. Ơi, cho em lì xì đi mà. Cái gì cũng được, cho cỡ 1-20 viên kim cương cũng được. Lì xì cho em ơi anh ơi. Vịt ơi anh Vịt. Chị em muốn được lì xì đúng không? Đúng rồi, bây giờ trẻ con là nếu mà ngoan ngoãn sẽ được lì xì đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh muốn em làm một việc, đây là em chuyển hết cái đống thùng mà đi cho anh thì anh cho em lì xì. Nếu không, em từ chối thì em không phải là một đứa trẻ ngoan thì không được lì xì. Trời ơi. Trời ơi mọi người ơi, anh Vịt bảo là bây giờ mình muốn được anh Vịt lì xì là mình phải dọn hết cái đống thùng này cho anh Vịt. Trời ơi, một đống luôn sao mình dọn được. Oh my god, nhiều muốn chết luôn nè. Không sao cả, trời ơi, trong bản cập nhật mới là nó mới có cái này nè anh em. Đó, găng tay trọng lực nè, là mình có thể khinh được mấy cái thùng này đi một cách dễ dàng luôn nè. Đây, trời ơi, đem đi nè, trời ơi. Quá nhẹ nhàng luôn em ơi, mấy cái thùng này dễ ẹt đây, mình coi mình dục đâu được ta. Mình quăng nhà bà Timmy. Không được, được rồi, kỳ lắm, nhầm. Mình đùa với các bạn thôi, trời ơi, chẳng lẽ giờ mình đem rét quăng nhà người ta, kỳ lắm anh em ơi. Đúng rồi, mình mang xuống làm sao, cái chuồng gà mình để đây nè. Đó, bỏ dưới đó đi. Đó. Two thousand years later.
Trời ơi mệt quá trời ơi, chắc xỉu quá. Oh my god, gom mấy cái đóng thùng này quăng cái chuồng gà thôi cũng mệt muốn chết luôn rồi. Ok thôi, vô nhận tiền lì xì thôi. Trời ơi, không biết là tiền lì xì hay là tiền làm công đó anh em ơi, mệt muốn chết luôn. Thôi kệ, miễn là được anh vịt lì xì là mình vui rồi. Anh trên ơi, trời ơi, em làm xong rồi nè. Cho em xin tiền lì xì anh. Hả? Hay gì lì xì? Ủa sao mày hỏi lấy vậy? Xong rồi, xong rồi. Lẹ vậy mà xin tiền lì xì thì hơi lỗ ta. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em biết cây gì đây không? Cây này là cây mía. Cây mía này nhá, ngày Tết á, người Việt Nam mình gọi là hay mang trồng cây, hay gọi là đi mua cây mía mang về nhà. Bởi vì trên cây mía, em biết thân cây mía vì sao người ta lại hay mua mía không? Không, em không biết. Bởi vì là trên thân cây mía nó có rất là nhiều lộc. Những cái lộc gọi là những cái chồi non người ta gọi đấy là lộc á. Thì cái lộc này nó kiểu như là vừa là lộc của cây này, vừa là lộc gọi là lộc lá, lộc tài á. Thì người ta hay mua mía về nhà để gọi là mong cho nhà mình có lộc á. Dạ. Và tình hình là bây giờ anh có nguyên một ruộng mía ngoài ao cho ai chưa gặp. Này mà bây giờ đừng lì xì chắc là chỉ cho 2.000 thôi. Còn lấy 2.000 thì lấy luôn này. Còn nếu mà muốn lấy 10.000 á thì phải đi gặp hết cái ruộng lúa mía kia cho anh đi. Trời ơi trời, anh dịch kỳ quá anh em ơi. Anh kia làm mình chỉ cần gom hết cái đống thùng chảnh là anh lì xì cho mình. Cái giờ anh bắt mình đi lấy thêm mía nữa, mệt ghê. Rồi trời ơi, thôi kệ, giờ biết sao, gì muốn có tiền lì xì mình phải làm thôi, giờ biết sao giờ ơi. Gặt hết cái đống mía này thôi cũng mỏi cái tay luôn trời. Trời ơi là trời, khổ quá mà, muốn có tiền lì xì khó dữ á trời. Đây đây trời, phải lấy nhanh mới được để còn được nhận tiền lì xì nữa. Đó trời. Rồi đi nữa đây nè. Đó, có bạn nào thích tiền lì xì không nào? Đó, mình thì mình thích tiền lì xì lắm cho nên mình phải làm thôi. Bạn nào mà thích tiền lì xì á thì hãy bình luận lại số 1 cho mình biết nha. Đó, hoặc là các bạn có thể bình luận là các bạn muốn Tết này các bạn sẽ được lì xì bao nhiêu tiền nha. 100.000 nè, 200.000 nè, hay 500.000 nha. Ok. Ôi cho mình phải gặt cái đống mía này cái đã, mệt quá. Ơi, ok xong rồi. Trời ơi, gì đâu mà mệt vãi. Đi về nhận tiền lì xì thôi anh Vinh ơi. Anh Vinh ơi. Gì? Mía nè anh, mía nè. Rồi cho em xin tiền lì xì đi. Bao nhiêu mía này anh chưa bán nữa. Bây giờ anh phải ăn nhập hàng thôi. Bây giờ đợi đến Tết âm đi thôi anh lì xì cả thể nha. Bởi vì anh phải bán hết chỗ mía đã. Thôi đi về đi, về đi. Ôi cây hả, tiền lì xì. Về đi, rồi Tết âm. Ôi, ngày đầu năm đầu tháng qua xin tiền nữa, về đi. Ôi, tiền lì xì của em đâu? Anh hả, nắm cho em tiền lì xì. Ôi, anh mất tôi bịch kỳ quá mọi người. Anh bắt mình làm cho đã sao anh không lì xì cho mình. Ôi, tức quá, đậu bóng. Ơi tức thiệt chứ giờ sao ta, mình phải làm cách nào đó, mình không thể nào mình như vậy được. Anh vịt anh kêu mình đi làm đủ thứ, ảnh lì xì mà ảnh không chịu lì xì. Ôi anh này kỳ quá, giờ sao ta, mình phải nghĩ cách mới được. Kỳ này không thể làm tha thứ được. Rồi tối nay Mr. Vịt sẽ biết tay mình. Tức quá mà. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình có cách khác rồi. Một cái cách này sẽ cực kỳ là hay luôn. Anh Mr. Dịch Kỳ này sẽ phải ối tiền ra cho mình thôi. Có là bây giờ mình sẽ đổi skin nha anh em. Hồ bi. Đó anh em thấy không? Mình đã đổi skin thành anh cảnh sát ở đây. Trời ơi, đúng là anh cảnh sát trội ngầu không? Đó. Mình còn có súng nữa nha anh em. Đây để mình lấy súng cho anh em xem nè. Rồi ta. Đây, súng lục cao bồi của mình nè, đó. Rồi thêm một ít đá nè. Rồi thêm cả cái gì ta, cái này là hàng rào sắt nè, đó. Ok, để mình nạp đạn cái súng vào cái đã. Đây, đây cái súng của mình này nè, thấy không? Ghê không? Ngầu không? Đó, nạp đạn qua nè. Nào, bắn nè. Bùm, đó, ghê không nè. Trời ơi, bùm, bùm. Á, kỳ này mất tư dịch biết tay mình. Ok, đi thôi. Mình sẽ giả bộ làm cảnh sát và mình sẽ bắt nhốt Mr. Vịt và bắt anh ta phải đưa tiền lì xì cho mình mới thả anh ta ra. Ok. đi nha. Có con ông cảnh sát đứng ở đó thật kìa. Mình phải núp vô ổng mà biết mình giả ổng là chết luôn á. Gì mà bắn lùng xanh nhai vậy? Ai? Tôi chính là cảnh sát cảnh mình tôi chính là siêu nhân đi kha đặc nhiệm SPD. Tôi hôm nay tôi nghe nói là anh là bóc lột sức lao động của thằng Phong Cận cho nên là hôm nay tôi đến đây và bắt anh. Ủa? Sao Phong Cận lại đi báo công an? Ủa cái tội bóc lột sức lao động gì mà lại lặng mức vậy? Tôi nhờ mới cái việc bạc thôi mà. Bạc tôi hả? Nó nói với tôi là anh bắt nó là phải đi khinh mấy cái thùng đồ, sau đó là đi lấy mía, rồi sau đó đi đào kim cương, đi kiếm đủ thứ luôn, đi làm tùm lum việc luôn. Mấy cái việc đấy việc nhẹ mà. Nhẹ hả? Đây bây giờ tôi phải bắt anh, bởi vì là cấp trên của tôi là ra lệnh cho tôi là phải bắt anh rồi, cho nên là tôi không thể nào mà tha anh được. Đó, đợi tôi xíu.
Trời ơi kỳ này là kỳ này là tôi bắt nhốt anh luôn. Có làm cái gì đâu, tôi đang xây cái này để bắt nhốt anh thôi, không có gì hết, anh đừng có quan tâm đến. Tí nữa anh cũng sẽ bị nhốt thôi. Ai à, trời ơi. Sao nhốt tôi vậy? Trời ơi, gì xây cái lồng gì xong gì cái lồng thú vậy? Cái lồng thú gì? Cái này là cái này là cái lồng để bắt nhốt tội phạm chứ phải cái lồng thú. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Như cái lồng thú xong gì trời ơi, cái cuối xong giống có mấy thằng chó thì vậy. Ô, tào lao. Trời ơi, đi vô, nhanh lên, đi vô. Bắt nhốt cái gì? Ai, làm gì bắt nhốt cái gì? No. Ờ đâu làm gì đâu chị. Chị là cái lồng này nhìn nó giống cái lồng mà trước không cần nhốt mình trong vùng đó chết à? Làm gì có, trời ơi, thằng không cần thằng nào. Đi ra. Chỉ là cuộc đời mình hai lần chui vô lồng này rồi á. Không tin được. Cậu. Rồi. Trời ơi cái gì? Trời ơi. Đâu năm đầu tháng gì mùng 1 tháng 1 mình chính bị nhốt ở tù vậy. Rồi, ok. Để mình nạp đạn cái súng vô kìa nè. Đấy, bây giờ là anh bị bắt rồi đó. Bây giờ là tôi nói là tôi sẽ đem anh lên trên phường ha. Sao tôi nhốt anh mà nhốt bao nhiêu lâu tôi nghĩ coi. À, nhốt anh 1000 năm, 1 tỷ năm luôn. Chứ sao không nhốt luôn đi. Trời ơi, còn mày đặt nhốt đây thì bị nhốt hai lần. Trời ơi, đau khổ quá. Trời ơi, bị nhốt. Tôi là phải chờ người ta đem xe tới nữa. Bây giờ là tôi cái này. Ok. Cái này. Tôi nhớ là cái luật người ta ban hành là mấy cái luật lạm dụng gì sức lao động, người ta chỉ phạt hành chính thôi, phạt tiền thôi chứ sao mà làm gì có chuyện mà bắt nhốt nghìn năm tỷ năm đấy ông cứ cấu đi. Tôi thích cái loại sao? Ý kiến không? Ý kiến là vậy không? Không ý kiến thôi. Đó bây giờ tôi đứng đây tôi đợi. Tỷ năm được. Không được. Anh là cảnh sát sao? Cái gì? Quay cho tôi một cái lỗ này à. Tôi nói anh nghe này là cái gì? Nói thầm. Gọi là lời trăn trối trước cuối cùng trước khi bị bắt. Cái gì? Đừng xích tôi, Cái gì? Tôi nói nghe là bây giờ gần Tết. Ôi thôi đừng bắt tôi nữa. Anh thả tôi ra đi. Xong rồi tôi biếu quà Tết anh được không? Cái gì? Hối lộ. Người ta đã nói là biếu quà Tết rồi mình là hối lộ. Trời đây nè. Biếu thọ 64 kim cương. Cái gì? Tết kim cương phải không? Đâu để coi coi. Đúng rồi. Đủ không? Đủ 64. Đủ. À đây. Đâu để xem coi. Ồ đúng rồi, 64 kim cương nè anh em ơi. Đây anh. À để coi có ai không. Ok được rồi. Bây giờ thì 64 kim cương thì cũng được. Bây giờ tôi sẽ thả anh ra. Trời đi ra nè, đứng ra nè. Bụp. Đó rồi. Trời ơi, về nhà ăn Tết. Trời ơi, về nhà ăn Tết. Tết. Ờ đây. Về nhà ăn Tết. Tết. Ờ nè, giờ bây giờ tôi đã lấy được kim cương của anh rồi. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết tôi chính là ai. Đây nhìn nè, nhìn là gì? Anh là cảnh sát chứ gì? Trời ơi, đi về nhà đi, khoe mày. Đây nè, không nhìn nè. Đó, tôi rồi, trời ơi, mày về đi chơi. Thấy tôi lại không? Không cần. Đúng rồi, em là không cần nè, mà em đã lấy được. Em đã lấy được 64 kim cương. Mày lừa kim cương. Dạ cái này. Mày. Ok em ơi, thì mình đã lừa được anh Mr. Mịch và mình đã lấy được 64 kim cương tiền lì xì rồi. Yeah. Ok, vậy mình đã có tiền lì xì để ăn Tết rồi anh em ơi, quá đã. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng được anh đây cho cô bồ anh gì luôn cho một cái. Bye. Bye rồi. Đâu. Đừng anh ơi, đừng đâu. No, bay lên nhóm nhà, Trời ơi, dễ gì lên đây được trời. Ok anh em. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong bộ Ba Bá Đạo, chính là anh Mr. Vịt với lại Timmy TV, để subscribe ủng hộ cho bộ Ba Bá Đạo nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Chúc anh em một năm mới vui vẻ nha.